Cảnh sát Hong Kong ngày 9 tháng 9 bố giáp cơ sở của Viện Bảo tàng tưởng nhớ nạn nhân trong vụ Trung Quốc đàn áp ở Thiên An Môn năm 1989. Viện bảo tàng này vốn đã bị đóng cửa. Cảnh sát chất lên xe tải các tấm bảng trưng bày, trong đó có một bảng có biểu tượng của Viện Bảo tàng ngày 4 tháng 6 và một bảng khác có hình ảnh cây nến cầu nguyện. Chưa rõ lý do của vụ bố giáp, cảnh sát không hồi đáp yêu cầu bình luận. Viện Bảo tàng này mở cửa cách đây một thập niên và bị đóng cửa hôm 2 tháng 6 vì một cuộc điều tra giấy phép hoạt động và rồi sau đó tái mở cửa trên mạng với tên gọi Viện Bảo tàng 8964. Vụ bố giáp xảy ra vài giờ sau khi hàng chục nhà hoạt động dân chủ nhận tội cố ý tham gia một cuộc tập họp không được phép trong thời gian kỷ niệm ngày 4 tháng 6 năm ngoái. Các cuộc biểu tình bị cảnh sát ngăn cấm với lý do đại dịch virus corona. Buổi thắp nến cầu nguyện năm nay cũng bị cấm vì lý do tương tự. Hong Kong, theo truyền thống, thường tổ chức lễ kỷ niệm các nạn nhân vụ đàn áp Thiên An Môn vì Hoa Lục cấm tổ chức sự kiện này và kiểm duyệt đề tài này một cách chặt chẽ. Hôm 8 tháng 9, cảnh sát bắt Phó Chủ tịch Chow Hang-tung và 3 thành viên khác của Liên minh Hong Kong hỗ trợ cho phong trào dân chủ yêu nước tại Trung Quốc vì không tuân thủ những yêu cầu của luật an ninh quốc gia. Tổ chức này điều hành Viện Bảo tàng và tổ chức các cuộc tập họp hàng năm. Nhà cầm quyền Hong Kong liên tục phủ nhận vi phạm nhân quyền hay ngăn chặn tự do tại Hong Kong và nói rằng các cơ quan chấp pháp thực thi bắt giữ dựa trên bằng chứng.